Chương 5 Tương ưng tỷ kheo ni. 1. Alavika. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Cetapana tại vườn ông Anathapindika, tỷ kheo ni Alavika vào buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường khất thực trở về, tỷ kheo ni đi đến rừng Anda để tìm sự yên tĩnh viễn ly. Ác ma muốn làm tỷ kheo ni Alavika run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ yên tĩnh viễn ly, nên đi đến tỷ kheo ni Alavika và nói lên bài kệ. Đời không có xuất ly, sống viễn ly làm gì, hãy trọn hưởng dục lạc, chớ hối hận về sau. Tỷ kheo ni Alavika suy nghĩ, ai đã nói lên bài kệ này, người hay không phải người? Tỷ kheo ni Alavika suy nghĩ, chính ác ma muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn làm ta từ bỏ yên tĩnh viễn ly nên đã nói lên bài kệ đó. Tỷ kheo ni Alavika biết được, đấy là ác ma, liền nói lên bài kệ. Ở đời có xuất ly, nhờ trí tuệ ta chứng, này bà con phóng dật, biết sao được pháp ấy, ái dục như kiếm thương, đài chém đầu các uẩn, điều ông gọi dục lạc, ta gọi là bất lạc. Ác ma biết được, tỷ kheo ni Alavika đã biết ta, nên buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. 2. Soma. Nhân duyên ở Savatthi, rồi tỷ kheo ni Soma vào buổi sáng đắp y cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, tỷ kheo ni đi đến rừng Anda để nghỉ ban ngày. Sau khi đi sâu vào rừng, nàng ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày. Ác ma muốn làm tỷ kheo ni Soma run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn nàng từ bỏ thiền định, liền đi đến tỷ kheo ni Soma. Sau khi đến, nói lên bài kệ với tỷ kheo ni Soma. Địa vị khó chứng đạt, chỉ thánh nhân chứng đạt, trí nữ nhân hai ngón, sao hy vọng chứng đạt. Tỷ kheo ni Soma suy nghĩ, ai đã nói bài kệ này, người hay không phải người? Tỷ kheo ni Soma suy nghĩ, đây là ác ma muốn làm cho ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn ta từ bỏ thiền định, nên đã nói lên bài kệ đó. Tỷ kheo ni Soma biết được, đây là ác ma, liền nói lên bài kệ với ác ma. Nữ tánh chướng ngại gì, khi tâm khéo thiền định, khi trí tuệ triển khai, chánh quán pháp vi diệu, ai tự mình tìm hỏi, ta nữ nhân, nam nhân, hay ta là ai khác, xứng nói chuyện ác ma thật cân xứng. Ác ma biết được, tỷ kheo ni Soma đã biết ta, nên buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. 3. Kisa Gotami. Nhân duyên ở Savatthi, tỷ kheo ni Kisa Gotami vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực ở Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, tỷ kheo ni Kisa Gotama đi đến rừng Anda để nghỉ ban ngày. Sau khi đi sâu vào rừng Anda, đến ngồi dưới một gốc cây để nghỉ ban ngày. Ác ma muốn làm cho tỷ kheo ni Kisa Gotami run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến nàng từ bỏ thiền định, liền đi đến tỷ kheo ni Kisa Gotami. Sau khi đến, liền nói lên bài kệ với tỷ kheo ni Kisa Gotami. Sao nàng như mất con, một mình mặc ứa lệ, hay một mình vào rừng, để tìm đàn ông nào? Tỷ kheo ni Kisa Gotami suy nghĩ, ai đã nói lên bài kệ này, người hay không phải người? Tỷ kheo ni Kisa Gotami suy nghĩ, đây là ác ma muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến ta từ bỏ thiền định nên đã nói lên bài kệ đó. Tỷ kheo ni Kisa Gotami biết được, đây là ác ma, liền nói lên bài kệ với ác ma. Con hại đã qua rồi, đàn ông đã chấm dứt, ta không sầu không khóc, ta sợ gì các ông, khắp nơi hỷ ái đoạn,
khối mê ám nát tan. Chiến thắng quân thần chết, vô lậu ta an trú. Ác ma biết được tỷ kheo ni Kisa Gotami đã biết ta, nên buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. 4. Visaya. Nhân duyên ở Savatthi, tỷ kheo ni Visava vào buổi sáng đắp y và ngồi xuống dưới một gốc cây để nghỉ 3 ngày. Ác ma muốn làm cho tỷ kheo ni Visaya sợ hãi, muốn khiến nàng từ bỏ thiền định. Liền đi đến tỳ kheo ni Visaya. Sau khi đến, nói lên bài kệ với tỳ kheo ni Visaya: nàng vừa trẻ vừa đẹp, ta vừa trẻ vừa xuân, với cung đàn 5 điệu nàng cùng ta vui hưởng. Tỳ kheo ni Visaya suy nghĩ: ai đã nói lên bài kệ này, người hay không phải người? Tỳ kheo ni Visaya suy nghĩ: đây là ác ma nói lên bài kệ đó. Tỷ kheo ni Visaya suy nghĩ: đây là ác ma, liền nói lên bài kệ với ác ma. Sắc, tiếng, vị, hương, xúc làm cho ý đam mê, ta nhường lại ác ma, ta đâu có cần chúng. Giới thân bất tịnh này dễ hư hoại mong manh, ta bực phiền tủi hổ, dục ái được đoạn tận. Họ sanh hưởng sắc giới, chúng vọng vô sắc giới, thiền chứng an tịnh ấy mọi nơi mê ám diệt. Ác ma biết được tỷ kheo ni Aisasa đã biết ta, buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. 5. Upalavana. Nhân duyên Savatthi, rồi tỷ kheo ni Upalavana vào buổi sáng đắp y và đứng dưới gốc cây ta la có trổ hoa. Ác ma muốn làm cho tỷ kheo ni Upalavana trung sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến nàng từ bỏ thiền định, liền đi đến tỷ kheo ni Upalavana. Sau khi đến, ác ma nói lên bài kệ này với tỷ kheo ni Upalavana: này nàng tỷ kheo ni, dưới gốc cây ta la đang nở nụ 100 hoa, nàng đến đứng một mình, nhan sắc nàng tuyệt đẹp, không ai dám sánh bằng. Tại đây nàng đã đến trong tư thế như vậy, nàng ngu dại kia ơi, không sợ cám dỗ sao? Tỷ kheo ni Upalavana suy nghĩ: ai đã nói lên bài kệ này, người hay là không phải người? Tỷ kheo ni Upalavana suy nghĩ: đây là ác ma đã nói lên bài kệ đó. Tỷ kheo ni Upalavana biết được đây là ác ma, liền trả lời với bài kệ: 100.000 người cám dỗ có đến đây như ông, mẩy lông ta không động, ta không gì sợ hãi, ác ma ta không sợ. Ta đứng đây một mình, ta có thể biến mất, hay vào bụng các ông, ta đứng giữa hàng mi, ông không thấy ta được, giới tâm khéo khiếp phục. Thần túc khéo tu trì, ta thoát mọi trói buộc, ta đâu có sợ ông, này hiền giả ác ma. Ác ma biết được tỷ kheo ni Upalavana đã biết ta, buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. 6. Kala. Nhân duyên ở Savatthi, tỷ kheo ni Kala vào buổi sáng đắp y, ngồi dưới một gốc cây để nghỉ 3 ngày. Ác ma đi đến tỷ kheo ni Kala, sau khi đến nói với tỷ kheo ni Kala: này tỷ kheo ni, nàng không vui thích gì? Này hiền giả, ta không vui thích sanh. Sao nàng không vui thích sanh? Khi đã sanh phải thọ hưởng các dục. Này tỷ kheo ni, ai dạy cho nàng chớ có vui thích sanh? Kala: sanh ra rồi phải chết, đã sanh thấy khổ đau, kiết sử trói gia hại, do vậy không thích sanh. Đức Phật thuyết giảng pháp khiến vượt khỏi tái sanh, đoạn trừ mọi khổ não, giúp ta trú chân thật. Chúng sanh hướng sắc giới, hy vọng vô sắc giới, nếu không biết đoạn diệt, họ đi đến tái sanh. Ác ma biết được tỷ kheo ni Kala đã biết ta, buồn khổ, thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. 7. Upakala. Ở tại Savatthi, rồi tỷ kheo ni Upakala vào buổi sáng đắp y
và ngồi xuống một gốc cây để nghỉ 3 ngày, nói với tỷ kheo ni Upakala: Này tỷ kheo ni, nàng muốn tái sanh tại chỗ nào? Ta không muốn tái sanh tại một chỗ nào cả, này hiền giả. Ác ma, chư thiên 33, dạ ma đâu xuất thiên, chư vị hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên. Nàng hãy hướng tâm này đến cảnh giới chư thiên, rồi nàng được tái sanh, hưởng an lạc cảnh ấy. Upakala, chư thiên 33, dạ ma đâu xuất thiên, chư vị hóa lạc thiên, tha hóa tự tại thiên. Vì ái dục trói buộc, lại bị ma chinh phục, toàn thế giới cháy đỏ, toàn thế giới hỏa thiêu, toàn thế giới bùng cháy, toàn thế giới rung động, không trung không dao động, không hệ lụy phàm phu. Chỗ nào ma không đến, chỗ ấy ta vui thích. Rồi ác ma biết được biến mất tại chỗ ấy. 8. Sisubhakala. Tại Savatthi, tỷ kheo ni Sisubhakala vào buổi sáng đắp y rồi ngồi xuống một gốc cây để nghỉ 3 ngày. Rồi ác ma đi đến tỷ kheo ni Sisubhakala. Sau khi đến nói với tỷ kheo ni Sisubhakala: Này tỷ kheo ni, nàng thích thú tà giáo của ai không? Này hiền giả, ta không thích thú tà giáo của ai cả. Ác ma, vì ai nàng trọc đầu, hiện tướng nữ sa môn, nàng không thích tà giáo, vậy nàng tu cho ai? Này kẻ ngu muội kia. Sisubhakala, những kẻ tin tà kiến thuộc ngoại đạo tà giáo. Ta không thích pháp họ, ta không giỏi pháp họ. Có dòng họ Thích Ca đảng sanh Phật vô tỷ, ngài chinh phục tất cả, ngài đại phá chúng ma tại mọi chỗ mọi nơi, không ai chiến thắng ngài. Ngài giải thoát hoàn toàn, không bị gì triền vượt, bậc pháp nhãn thấy khắp, tất cả nghiệp đoạn diệt, giải thoát diệt sanh y. Thế Tôn đạo sư ta, ta thích giáo pháp ngài. Rồi ác ma biết được liền biến mất tại chỗ ấy. 9. Sela. Ở tại Savatthi, tỷ kheo ni Sela vào buổi sáng đắp y ngồi dưới một gốc cây để nghỉ 3 ngày. Rồi ác ma muốn làm tỷ kheo ni Sela run sợ, nói lên bài kệ với tỷ kheo ni Sela: Bởi vì bong bóng này được tạo tác làm ra, ai là người sáng tạo bong bóng như huyễn này? Từ đâu bong bóng sanh, đi đâu bong bóng diệt? Rồi tỷ kheo ni Sela suy nghĩ: Ai đã nói lên bài kệ này, người hay không phải người? Rồi tỷ kheo ni Sela suy nghĩ: Đây là ác ma muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến ta từ bỏ thiền định, nên đã nói lên bài kệ ấy. Rồi tỷ kheo ni Sela được biết đây là ác ma, nên trả lời ác ma với bài kệ: Bong bóng như huyễn này không phải tự ngã làm, sự vật bạc phước này không phải người khác làm, do nhân duyên quy tụ, sự vật được hình thành, do nhân duyên tán ly, sự vật bị tiêu diệt, hột giống gieo vào ruộng được nảy mầm sinh lộc. Khi nhiễm thấm cả hai, vị đất và khí ướt, cũng vậy quẩn và giới, cùng với 6 xứ này, do nhân duyên quy tụ, chúng sẽ được hình thành, do nhân duyên tán ly, chúng bị hoại tiêu diệt. Rồi ác ma biết được tỷ kheo ni Sela đã biết ta, nên buồn khổ thất vọng, liền biến mất tại chỗ ấy. 10. Vajira. Ở tại Savatthi, tỷ kheo ni Vajira vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Khất thực xong sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, tỷ kheo ni Vajira đi đến rừng Anda để nghỉ 3 ngày. Đi sâu vào rừng Anda và ngồi dưới một gốc cây để nghỉ 3 ngày. Rồi ác ma muốn làm tỷ kheo ni Vajira run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược,
muốn khiến nàng từ bỏ thiền định, liền đi đến nói lên bài kệ với tỷ kheo ni Vajira. Do ai hữu tình này được sanh được tạo tác, người tạo hữu tình này hiện nay ở tại đâu, từ đâu hữu tình sanh, đi đâu hữu tình diệt. Rồi tỷ kheo ni Vajira suy nghĩ, ai đã nói lên bài kệ này, người hay không phải người? Rồi tỷ kheo ni Vajira lại suy nghĩ, chính là ác ma muốn làm ta run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, muốn khiến ta từ bỏ thiền định, nên đã nói lên bài kệ này. Rồi tỷ kheo ni Vajira biết được đây là ác ma, liền trả lời ác ma với bài kệ: sao ông lại nói hoài đến hai chữ chúng sanh? Phải chăng này ác ma, ông rơi vào tà kiến, đây quy tụ các hành, chúng sanh được hình thành như bộ phận quy tụ, tên xe được nói lên, cũng vậy uẩn quy tụ, thông tục gọi chúng sanh. Chỉ có khổ được sanh, khổ tồn tại khổ diệt, ngoài khổ không gì sanh, ngoài khổ không gì diệt. Rồi ác ma biết được tỷ kheo ni Vajira đã biết ta, nên buồn khổ thất vọng liền biến mất tại chỗ ấy.